Ngọc Trang kính chào quý vị đang đến với bản tin tối thứ 6 ngày 10 tháng 9. Để giúp chúng tôi vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube, quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị nhé. Hiện tại trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội đã có video mới Tâm sự của một F0. Tôi đã khỏi COVID-19 bằng phương pháp đơn giản này. Vậy đó là phương pháp nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Đường link chúng tôi có gắn ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Còn ngay bây giờ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hơn 4.000 F0 tại 6 tỉnh, thành phố trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão. Thành phố Hồ Chí Minh lên phương án mở cửa trường học. 20.000 học sinh nghỉ học sau khi phát hiện 3 F0. Vũng Tàu bỏ quy định cấp cứu phải xin phép. Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vaccine Hayasvax của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, bão số 5 đã mạnh thêm 1 cấp so với đầu giờ chiều qua và tiếp tục di chuyển hướng vào khu vực miền Trung. Hồi 10 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Nam, khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Từ đêm nay ngày 10 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 200 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Trong khi đó, theo báo cáo, tại 6 tỉnh, thành phố trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão đang có 4.280 ca mắc COVID-19. Cụ thể, Thanh Hóa 215 ca, Nghệ An 1.105 ca, Quảng Bình 928 ca, Đà Nẵng 1.524 ca, Thừa Thiên Huế 322 ca, Quảng Ngãi 185 ca. Về kế hoạch dự kiến sơ tán dân khi bão đổ bộ đất liền, sẽ sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất, 143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê, 231.096 dân khu vực ven biển, 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê. Tuy nhiên, việc đối phó với bão hết sức khó khăn bởi các địa phương đang tập trung phòng dịch COVID-19. Điển hình ở Nghệ An, số ca nhiễm F0 tại khu vực ven biển tương đối lớn. Tỉnh đang sàng lọc chuẩn bị cho phương án là xét nghiệm, ưu tiên đưa các F0 đến các trường học được trưng dụng và một số công trình công cộng khác. Hôm qua ngày 9 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề xuất về phương án mở cửa trường học tại địa phương được xác định an toàn phòng dịch COVID-19. Việc học trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Cụ thể, việc mở cửa sẽ ưu tiên lớp nhỏ, mầm non lớp 1, lớp 2 và cuối cấp lớp 9, lớp 12. Tiếp đó là các lớp 5, 6 và 10 và lớp còn lại. Lớp sẽ được chia nhỏ chỉ học một buổi, ưu tiên khối ngoài công lập do không vướng tham gia phòng dịch. Cơ sở ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài nhà trường được mở cửa khi địa bàn lân cận an toàn. Muốn mở cửa, các trường phải đảm bảo điều kiện được đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn phòng dịch, giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Việc dạy trực tiếp cho học sinh trên tinh thần tự nguyện, dạy trực tuyến qua truyền hình vẫn duy trì cho những em không thể đến trường. Về nhân sự, địa phương bổ sung hợp đồng tạm đảm bảo đủ giáo viên khi trường mở cửa, nhất là bậc mầm non. Giáo viên chưa đủ điều kiện an toàn với dịch bệnh được bố trí dạy trực tuyến. Hiện nay, ngành giáo dục đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nhiều trường ngưng hoạt động. Ở nhiều địa phương, trường lớp đang được trưng dụng để phòng dịch. Ngoài ra, việc tuyển dụng giáo viên bị trì hoãn, nhiều thầy cô bị nhiễm bệnh hoặc trong khu phong tỏa, một số bỏ nghề. Bên cạnh đó, còn có hơn 72.000 em không có điều kiện học trực tuyến do thiếu thiết bị, đường truyền. Phụ huynh thì lo lắng an toàn khi cho trẻ đến trường. Sáng ngày 10 tháng 9, trao đổi với phóng viên, ông Lữ Thanh Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết đã yêu cầu tạm dừng giảng dạy tại các trường trên toàn địa bàn. Trước đó, trên địa bàn xã Chi Lễ, huyện Quế Phong xuất hiện chùm ca nhiễm cộng đồng là 5 người trong cùng một gia đình. Đáng chú ý, trong số 3 người con là F0, có 2 em đến trường vào ngày 6 tháng 9. Sau đó, 65 học sinh tiếp xúc trở thành F1 và phải đi cách ly. Sau đó, huyện Quế Phong tiếp tục xuất hiện thêm một ca nhiễm cộng đồng là học sinh. Sau đó, 20.000 học sinh các cấp học trong toàn huyện phải nghỉ học cả trực tuyến và trực tiếp cho đến khi có thông báo mới do nhiều học sinh giáo viên F1 đã đi cách ly tập trung. Trong thời gian học sinh nghỉ học, huyện Quế Phong yêu cầu các nhà trường huy động cắt cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phòng dịch COVID-19. Trong đó chú ý sửa sang vệ sinh trường lớp, nhất là trong thời điểm sau mưa bão. Ông Thanh Hà thông tin thêm, huyện cũng còn 13 trường đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung. Có từ 40 đến 50% học sinh toàn huyện thiếu thiết bị dạy học trực tuyến nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy. Từ ngày 10 tháng 9, thành phố Vũng Tàu có quy định mới về lưu thông trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số quy định được bãi bỏ có quy định trường hợp đi cấp cứu phải xin phép chính quyền xã phường. Trước đó, quy định này bị dư luận phản ứng mạnh mẽ vì cấp cứu thì sao biết được mà xin phép.
Trong quy định mới, thành phố Vũng Tàu yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động được đi làm theo kế hoạch chỉ được phép di chuyển, lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Như vậy, những người này sẽ phải ở lại ăn nghỉ trưa tại cơ quan. Bên cạnh đó, lực lượng giao nhận hàng hóa shipper và tổ chức chợ hộ cùng thời gian được phép lưu thông từ 7 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Đồng thời quy định thời gian mở chốt vùng xanh, phong tỏa từ 6 đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ chiều tối. Ngoài ra, quy định mới cũng yêu cầu trường hợp đi khám chữa bệnh cũng phải được sự cho phép của chính quyền. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phê duyệt khẩn cấp vaccine Hyatvax do Trung Quốc sản xuất và đóng gói tại UAE. Đây là vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam. Theo quyết định này, vaccine được phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh là Hyatvax, mỗi liều chứa 0,5ml, chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên COVID-19, tế bào Vero, bất hoạt, bào chế dạng hỗn dịch tiêm, mỗi hộp một lọ chứa một liều 0,5ml. Tương tự, các vaccine được phê duyệt khẩn cấp, Bộ Y tế yêu cầu nhà nhập khẩu vaccine, công ty cổ phần y dược phẩm V-Medimix tuân thủ 9 điều kiện đi kèm. Trong đó bao gồm việc phân phối sử dụng vaccine, triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện với vaccine này tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt các vaccine AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Moderna, Janssen và Sinopharm cho phép được lưu hành tại Việt Nam. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tuần xuyên Mỹ hiện đại hóa lực lượng, tăng hiện diện ở Thái Bình Dương. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu điện đàm. Nhật kéo dài tình trạng khẩn cấp, Campuchia gia hạn phong tỏa thủ đô. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ South China Morning Post, Đô đốc Linda Fagan, Phó Tư lệnh lực lượng tuần xuyên Mỹ cho biết, lực lượng này đang nỗ lực hiện đại hóa hạm đội và duy trì sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường khả năng thực thi cho việc chống lại các hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát IUU trong khu vực, đồng thời chống lại những tác nhân xấu. Bà Fagan tiết lộ, tuần xuyên Mỹ đang trong quá trình thực hiện chương trình đóng tàu lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, bà không nói rõ có bao nhiêu tàu sẽ được triển khai đến khu vực Thái Bình Dương. Trong khi đó, chuẩn đô đốc hải quân Blacker Converts, phó tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết, việc chống lại các hành vi đánh bắt bất hợp pháp là một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, sáng kiến bắt đầu từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố mối quan hệ của Mỹ trong khu vực. Nỗ lực này bao gồm giúp các quốc gia nhỏ và thiếu nguồn lực chống lại hành vi săn mồi, đồng thời chia sẻ thông tin với các hòn đảo nhỏ và các quốc gia khác để họ có thể ứng phó khi các tàu thuyền hoặc đội tàu đánh cá được nhà nước bảo trợ đe dọa tàu đánh cá của các quốc gia khác. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau hơn nửa năm, nhằm quản lý một cách hiệu quả sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo thông báo, họ đã có những cuộc thảo luận về các lĩnh vực mà lợi ích của hai bên tương đồng và các lĩnh vực mà lợi ích, giá trị và quan điểm của hai nước khác nhau. Tổng thống Biden đã nhấn mạnh mối quan tâm lâu dài của Mỹ đối với hòa bình ổn định ở Ấn Độ, Thái Bình Dương và thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về trách nhiệm của hai quốc gia trong các việc đảm bảo cạnh tranh không trở thành xung đột. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc mô tả cuộc đối thoại là thẳng thắn và có chiều sâu, đồng thời cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đang gây khó khăn lớn cho quan hệ hai bên. Phía Bắc Kinh cho biết cả hai bên sẽ duy trì liên lạc thường xuyên trong thời gian tới. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang dồn dập thời gian qua và được xem là đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác đến hết tháng 9 nhằm giúp khôi phục hệ thống y tế đang oằn mình vì dịch. Hãng tin Kyodo News cho rằng thời gian tới Nhật Bản có thể nới lỏng biện pháp cấm các sự kiện quy mô lớn. Trong khi đó, báo Nikkei đưa tin chính quyền cũng có kế hoạch rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 14 ngày đối với người nước ngoài đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 nhập cảnh. Được biết, Nhật đã áp dụng tình trạng khẩn cấp trên gần 80% dân số để khống chế làn sóng đại dịch thứ 5. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm hạn chế thời gian hoạt động của các nhà hàng, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường và du lịch. Tại Campuchia, thủ đô Phnom Penh sẽ kéo dài phong tỏa thêm 2 tuần, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, trong khi số ca bệnh mới trên toàn quốc lại tăng, ghi nhận 589 ca trong ngày 9 tháng 9. Cụ thể, biện pháp hạn chế sẽ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công và tư, các hình thức kinh doanh câu lạc bộ như karaoke, khu sinh thái, bảo tàng, khu vui chơi, phòng gym và trung tâm thể thao. Vừa rồi là những tin tức cập nhật mới nhất trong bản tin tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Người tín thần có phải là mê tín và không khoa học?
Ngay bây giờ, Ngọc Trang kính mời quý vị khán giả của Hành Trình Tương Lai đến với câu chuyện ngắn sau đây. Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già đã chìm đắm trong sự cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng. Thưa ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à? Cụ già thản nhiên trả lời. Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu không tin sao? Người thanh niên sức sực trả lời. Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được? Bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học. Rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết. Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên. Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không? Người sinh viên nhanh nhảu trả lời. Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem. Cụ già từ từ rút trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Louis Pasteur, nhà bác học nổi tiếng người Pháp sống thế kỷ 19, cha đẻ của lý thuyết lên men, vi khuẩn và vaccine trừ bệnh chó dại. Khi ông mất đi, chính phủ Pháp đã tổ chức quốc tang dành cho nhà khoa học vĩ đại này. Trong lịch sử, ít có nhà bác học nào mà nhân loại tỏ lòng biết ơn sâu sắc như vậy. Vậy mà nhà bác học vĩ đại này đã say mê cầu nguyện với Thượng Đế. Louis Pasteur đã từng nói, một ít khoa học làm ta xa rời Thượng Đế, nhiều khoa học làm ta quay về với Thượng Đế. Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế. Shakespeare từng nói rằng, đừng phỉ báng những điều bạn không thực sự biết, nếu không tính mạng của bạn sẽ gặp trùng trùng điệp điệp những nguy hiểm. Dù là văn hóa phương Tây hay phương Đông thì đều có truyền thuyết thần tạo ra con người. Những truyền thuyết này đều muốn nói rằng sinh mệnh của con người là do thần ban cho, văn hóa của con người cũng là văn hóa thần truyền. Thần Phật cũng không yêu cầu hay bắt buộc mọi người phải tin tưởng hay thờ phượng đến mức cuồng tín, mà chỉ giảng dạy những đạo lý cho con người hướng thiện để có một tương lai tốt đẹp cho chính mình. Thực tế cũng cho thấy, những phát hiện khoa học từ xưa đến nay đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều chứng cứ liên quan đến sự tồn tại chân thực của thần. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chủ đề này vào chương trình lần sau quý vị nhé! Người xưa coi thiên nhân hợp nhất, con người với thiên nhiên gần gũi giao hòa. Từ góc độ dưỡng sinh mà nói, người xưa cho rằng thiên thể vốn là một đại vũ trụ, thân thể con người là một tiểu vũ trụ. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ có mối quan hệ đối ứng. Nếu con người có thể hành xử thuận theo lẽ trời, hợp nhất với trời, với tự nhiên thì sẽ mạnh khỏe trường thọ. Và thưa quý vị, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một lần trải nghiệm. Có những điều chỉ có trải qua ta mới thấy nó chân quý như thế nào. Và điều tuyệt vời đó chúng tôi, những người làm chương trình, muốn lan tỏa đến quý vị các giá trị phổ quát là chân, thiện, nhẫn. Đây là nguyên lý cốt lõi trong môn tu luyện khí công của Phật gia. Môn tu luyện này đã giúp cho người tập khỏe mạnh cả tâm lẫn thân, hé mở nhiều bí ẩn về nhân sinh quan, thế giới quan, quay về với cội nguồn tư tưởng, khôi phục lại văn hóa thần truyền qua các bài giảng uyên thâm. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Điều này đã có những báo cáo khoa học của các giáo sư bác sĩ trên thế giới. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này hãy lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu đây là một giải pháp giúp quý vị bình an khỏe mạnh qua đại dịch lần này và hạnh phúc mãi về sau. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, việc thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo đã giúp cho nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe. Vậy điều này có phải mê tín hay không? Mời quý vị theo dõi video Cơ sở khoa học của niệm chân ngôn trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội. Đường link chúng tôi có gắn ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Kính mời quý vị theo dõi và đăng ký ủng hộ cho chương trình. Nếu yêu mến chúng tôi, hãy tham gia group và fanpage của Hành Trình Tương Lai trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, Ngọc Trang xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.